không chịu nổi đâu em ơi, kỹ năng như tầm này. Kỹ năng của anh Phúc thì lại 4 thằng hơi ít, 8 thằng mới đủ đô. Xin vị trí là vô. Có một thằng thôi, nãy đang đi vào nhà thấy nó đi bình bình. Có hai thằng trên đò này, một một thằng gốc cây với một thằng gục đá. Cái mít tần khói nó nghi ngút về anh. Đây nó này nó ném ấy. Nóc một ơi, còn một ơi, còn một trên đồi. Watch out. Một cái gốc cây này. Có mấy thằng đấy nó sống màu mè thế nhỉ? Có tiền này, có tiền này, có tiền này. Cà nhiên. Đây em ơi, smoke, smoke. I need a grip. Mấy thằng không có thực lực ơi, nóc hết team tao đi. Help. Đây rồi, Văn Quyết nè. Ăn cuốn cái này luôn mẹ. Gạt được mình luôn à. Anh số 4 nữa, anh phải xông ngay vào cái bụi đấy thì may ra. Em đi vào chân. I'm not down. Cắm thẳng dưới đi em, cắm thẳng dưới. Em thấy con thằng lắm. Nó đang gọi bạn nó xuống kìa, trong cái cuộc cứu. I'm recalling a teammate. Thế lại phải nhìn lên trời rồi. Thanks. Ba thằng đúng không? Đâu hai thằng rồi, đâu hai thằng rồi nhưng mà không biết thằng nữa đâu. Không có cảnh. Cờ nhi á, cờ nhi á, cờ nhi á. Rồi mẹ con có cái xe để chị vào đi. Nói chung là em làm được anh ạ. À. Bốn người vậy đi vào. Xịt chùi anh, bạn bè đứng trong ô bạn bè của anh Phúc mà. Anh nhỉ, vinh dự của em cũng là vinh dự của anh mà, anh nhỉ. Anh Phúc lại điếc rồi. Anh Phúc bảo lại điếc ngang rồi. Bò đau. Nghe go. Đi vào kịp đó. Cái xe gì đâu mà đi còn chậm hơn cả ta đi bộ ạ. À. Đừng dừng có chị mà hưu hưu máu cái câu này. Ôi, đứng trống kìa. Mình phút bắn nốt vào đấy. Watch out. Watch out. Đồn xấu ấy. Như rảnh là sao hàng rào vậy ai. Tao cục đá trước mặt chị luôn. Anh số 4 anh nhìn qua đây hướng. Ôi. Đá này má ơi. Tuyến được, tuyến được. Đây, bò đi. Không sao, chăm bò được rồi. Anh số 4 anh nhìn cục đá này nè. Cục đá em binh này. Bên trên cục đá đấy là cái gốc cây của thằng ấy. Nhìn vì lòng thấy đôi tay của em. Anh nhìn thấy thằng ở đây chưa? Ủa thằng nào xoáy đầu bên này hả? Watch out. Đứa nào bắn lên. Mẹ, what? Sao anh nói được? Nguyễn Văn Long.
Màn hình này sao á chị? Chị đéo biết là chị động nhầm vào cái gì của màn hình á, thế là nó bị thành cũ màn, nó thành màn hình vuông, chứ bình thường nó sẽ phải lọc cái màn, cái này nó thành màn hình vuông rồi. Tối chắc phải nhờ người cài lại cho, chứ không biết chỉnh. Hơi ngu nhưng mà thích hay nghịch cỡ. Nam Nguyễn, Tết kia si mày xem live xê dâu mà quên mất sáng hôm sau thi lý. Hôm trước mà xem live chị dâu mà quên mất sáng hôm sau thi lý. Ủa thế rồi túm cái quần lại là mày có qua môn không? Bắn hay Nguyễn Văn quá. Long tối lên mạng chỉnh nhà chị gái. Ủa cái này nó thành tích nó không cho mình cái gì nữa hả? Cái kẹo này nó không cho mình hả? Còn mọi người chơi nhá. Em cũng nghỉ luôn á. Mọi người ơi, em cũng nghỉ. Ok, ok, bye bye mọi người. Ok, bye bye mọi người, bye bye. Rồi mọi người ơi, chắc là em đâu sẽ off stream đây, cả ơn mọi người đã xem stream. Bây giờ thì bye bye, tạm biệt.